but was shy and was not self-confident. She was shy to sing, shy to show her sweet voice. Parrot, could you please sing louder? The parrot said, Sorry, I can't. I'm always shy when you all look at me. Calm down, parrot. Don't be too nervous. We will play the musical instruments. And we will dance to your song. You see, no one's tried to do this. The parrot heard that. She became more encouraged. I can do it. Don't be shy, she told herself. The sound of music and the parrot's voice echoed through the woods. I have done that! The parrot was so proud. Her friends praised her. This made her very proud of herself. À, mình nghe một lại lần nữa nhé. Cùng đọc theo nhé. Sing, sing, sweet parrot. A parrot was shy and was not self-confident. She was shy to sing, shy to show her sweet voice. Parrot, could you please sing louder? The parrot said, Sorry, I can't. I'm always shy when you all look at me. Calm down, parrot. Don't be too nervous. We will play the musical instruments. And we will dance to your song. You see, no one's tried to do this. The parrot heard that. She became more encouraged. I can do it. Don't be shy, she told herself. The sound of music and the parrot's voice echoed through the woods. Done that. The parrot was so proud. Her friends praised her. This made her very proud of herself. Okay. Bây giờ lớp sẽ chia nhóm hay là chúng ta sẽ đọc lần lượt nhé. Được không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ chia nhóm nhé. Để giống như đội nam đội nữ đố nhau nha. Mình play game như hôm trước nhé. Ừ. Thì Thanh Trúc có muốn vào không? Muốn vào thì con vào nhóm đi. Xong rồi mọi người cùng chơi play game với nhau. Ừ. Chúng mình sẽ chia nhé. Một đội nam đội nữ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ chơi game thì các bạn có cái bài nội dung rồi đúng không?
Các bạn sẽ đố đội bạn nhé, để xem đội bạn trả lời bằng tiếng Anh nhé. Nào, bây giờ đội nữ sẽ gồm có Huyền Anh, Lan, bạn Trúc. Còn còn bạn Phương đi, bạn Phương sẽ cùng với cả đội nữ sẽ nhiều hơn nhé. Đội nữ thì sẽ nhiều hơn đội nam một tí vậy. Đội nam đồng ý không? Bạn Đức có chinh chiến được không? Ok, good job. Sẽ ưu tiên bạn Độ sẽ được bên đội bạn nam sẽ được hai lần gợi ý nhá, còn đội nữ chỉ có một thôi. Bởi vì là đội nữ quân số hơi đông đúng không ạ? Mà lại cũng có nhiều người mạnh nữa, thế đâm ra là sẽ phải đội nam thì có một ít người hơn, mà lại còn thế đâm ra cô sẽ cho đội nam hai sự gợi ý nhá, được không? Cô mỗi mình Đâu hình như lúc nãy có cả Duy sang nhỉ. con là Duy lại mất nam ao rồi à? Lại mà mất ao ra rồi. cô. Thế toàn một thôi con Còn chưa luôn à? Một mình một đội chơi á? Siêu đấy. luôn. Vâng. Máu lửa đấy. Đó rồi. Bây giờ này, không thì phân như này. Đức và cô Lan sẽ là một đội đi. Trúc và Huyền Anh một đội. Đấy. Hai bạn kia khi nào vào thì sẽ lại phân vào cùng một nhóm. Cô Lan sẽ cùng đội nam nhé. Trúc với cả Huyền Anh. Còn tí nữa là sẽ có bạn Phương, còn bạn Duy thì sẽ vào cùng đội cô Lan với cả bạn Đức nha. Vâng. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cô sẽ không chia sẻ màn hình nữa. Các con sẽ tự hỏi nhau. Bây giờ cô sẽ ghi sổ nha, xem đội nào chiến thắng nha. Bây giờ cho ưu tiên đội trai trước. Mời đội trai. Một bạn Việt rất nhút nhát và không tự tin. Con có thể chọn Có đối lỗi tượng. không? Sao? Con có thể chọn đối tượng để trả lời. Đức chọn Vâng. đòi bên kia đi. Một bạn Việt rất nhút nhát và không tự tin. Bạn ấy không dám thể hiện chất giọng ngọt ngào của mình. Bạn Huyền Anh. Bạn trước có thể gợi ý cho bạn Huyền Anh cùng đội có thể gợi ý một câu. Còn một câu thôi, chồng ơi, một một từ thôi, một từ thôi, một từ thôi. Mình nhầm. Apparel was shy and was not self-confident. She was shy to sing, shy to serve Ừ. Rồi bây giờ đến lượt Huyền Anh. Huyền Anh chọn. Bây giờ nữ là được một rồi nhá. boy. Gợi ý Rồi một câu thôi. con đố đi. Bạn Con có thể nhìn vào trong cái file, xong con đố bằng tiếng Việt cũng được. Bạn Việt rất đối tự hào về mình. Rồi bạn bè cũng rất tự hào về Bạn bè khen ngợi cô bạn ấy. mình. Rồi con mời một ai trong đội nam, có cô Lan Con mời và Đức. cô Lan. The Paris Không. was so proud. Cô em gợi ý nhiều. Her friend. Đức gợi ý đi. À quên, Đức gợi ý đi. Oh, friend, please. So
her friend không nhớ đội nào đúng cô và chiếu mỗi một gì con cùng tham gia nhá. Con bật mic lên xong là Phương sẽ sang đội Trúc, còn Duy sẽ sang đội Nam nhé. Phương và Duy mở mic lên con. Ô mạng bên đấy lại đơ rồi. Thôi không sao, đội chúng ta cứ chiến thôi. Đội Nam chưa được điểm nhé. Rồi bây giờ đội Nam đố đi ạ. Nam đố nha. Đội sticker kia ngầu quá nhỉ. Chúng ta có thể nhảy múa theo bài hát của bạn. Bạn thấy không? Không ai cảm thấy xấu hổ khi làm điều đó cả. Chúc nhé. We will dance to your song. You see, no one shy to do this. Toàn người siêu thế này. Bây giờ mẹ con đổi là mẹ con đổi hết tất cả các câu lên luôn. Nào bây giờ con đổ đúng kia đi. Đổ à? Cái gì nào? Giọng hát của bạn vẹt vang vọng khắp khu rừng. Bạn đội đi. Bạn đội kìa. Có cần sao tập music không? Con có thể nói lại tiếng Việt để cho bạn nhớ lại câu tiếng Việt. Giọng hát của bạn vẹt vang vọng khắp khu rừng. The parrot voice echo to the woods. Tốt. Đấy. Đúng. Rồi, tiếp. Đi rồi, để con bật cái file lên đã. Nào, bây giờ đến Đức đấy. Âm nhạc và giọng hát của bạn Việt vang vọng hết khu rừng. Bạn Việt rất đối tự hào đến mình và các bạn của bạn Việt khen ngợi bạn đấy. Bạn Việt vì điều đó bạn Việt rất tự hào về mình. Bạn Trúc. Đọc lại cái từ đầu thì là có cái đoán cái chỗ mà chỗ tôi vừa đố. Đọc lại nào. Âm nhạc và giọng hát của bạn vang vọng thế thôi được rồi. The sound of music and a parrot's voice echo through the woods. I had done that. The parrot was so proud. Her friends praised her. This made her very proud of herself. À, đúng con. Đúng Đức. Bây giờ là cho đảo câu đi. Cho nó gọi là lung tung phèm các câu mà không theo các cái chủ đề nữa. Mà nhớ được câu nào hỏi câu đấy. Có chơi đấy được không? Bạn Đức có dám chơi không? Có. Riêng cô Lan là sẽ được 3 gợi ý. 3 từ. Rồi. Chính chiến. Thế là con đúng không? Đúng. Cái gì nhỉ? Cái gì ta?
mình sẽ làm được. Bạn về tự nhủ. Cô Lan đi. À đâu cô, I can do it. Yeah. She told herself. Đúng rồi, được điểm. Chuẩn. Cô làm giỏi quá. Nam 3, đội nam 2. Rồi tiếp, đội nam đố đội nữ nhá. Đố nha. Báo lúc đi không? Căng đồ khó. Cô Lan đố đi cô. Cô Lan đố à? Tìm câu nào như toàn câu dễ với cả Trúc với cả Nguyễn Anh. Bây giờ là cô sẽ có quyền là đảo lung tung nhá. Đảo lung tung chỗ đoạn này lắp chỗ đoạn kia nhá. Được. Được nhá. Cô chơi đảo hết các câu cho cô không theo thứ tự. Bạn vẹt không tự tin khoe giọng hát của mình. Và câu gì nhỉ? Và chúng ta có thể chơi nhạc cụ. Nguyễn Anh. A power was shy and was not self-confident. She was shy to sing, shy to show her sweet voice. We will play the music. We will play the musical instrument. Instruments, đẩy S, đúng rồi, con đẩy S sao? Instruments. Tốt, được một điểm nữa. Phản xạ rất tốt, nhanh. Tiếp, Điền Anh đố đi con. Một lần gặp toàn đối thủ cao thủ này không biết. Lần này là cô Lan là phải học cấp tốc rồi. Âm nhạc và giọng hát của bạn vẹt vang vọng khắp khu rừng. Về cái câu không sao không kiểu cái câu là bình tĩnh nào vẹt ơi, đừng căng thẳng quá, chúng tớ sẽ chơi các nhạc cụ. Giờ con đố ai? Con đố cô làm tiếp. Đức. À, có chú sống đó. Bạn tên là Đức, bố tên là Độ. Cô làm mấy câu hỏi. Hả? Đồ ai? Ai đọc lại câu hỏi của? Hai câu. Con đồ ai? Con đồ anh. Anh Đức câu là âm nhạc và giọng hát của bạn về vang vọng khắp khu rừng. Về cả là bình tĩnh nào Việt ơi, đừng quá căng thẳng, chúng tớ sẽ chơi các nhạc cụ. The sound of music and the chorus voice echo through the woods. Come down, parrot, don't be too never. We will play the musical instruments. Đúng rồi. Giỏi. Được điểm tiếp. Rồi đến lượt Đức. Bạn Việt có một bạn Việt rất nhút nhát và không tự tin. Bạn ấy không dám thể hiện chất giọng ngọt ngào của mình. Và câu bạn Việt rất đỗi tự hào. Bạn bè của bạn Việt khen bạn đấy. Điều đó khiến bạn Việt rất vui. Bạn Trúc. A pal was shy and was not self-confident. She was shy to sing, shy to show her sweet voice. Và câu
The parrot was so proud. Her friends praised her. Praised her. This made her very proud of herself. Đúng không con? Good job. Rồi, tiếp đi con. Con lại đố đố kia. Con là ai nhỉ? À nhầm. Rồi, bây giờ đố con nào nhỉ? À, cái câu mà nghe thấy thế, vẹt trở nên can đảm hay tự tin nhỉ? Chứ là vẹt trở nên can đảm hay tự tin nhỉ? Thế thì mà... biết, nhớ. Vẹt trở nên can đảm hơn mình là mình sẽ làm được. Cô ấy bạn cô ấy tự nhủ với bản thân mình với cả câu điều đấy khiến cô ấy rất tự hào về bản thân mình. Mời cô La. Cô làm động lực quá. Chúc nhắc lại câu hỏi đi. Nhắc lại tiếng Việt đi cho cô nhớ. Nghe thấy thế bạn Việt trở nên cao đẳng hơn. Rồi con sẽ nói từng câu một để cho cô Lan nhớ ra. Câu đầu tiên là gì? Nghe thấy thế Việt trở nên cao đẳng hơn. We became more incorrect. Cô đọc lại. I can do it. I can do it. Câu đầu tiên cô ạ. Câu đầu tiên á. Câu đầu tiên là nghe thấy thế. She became more incorrect. Vẹt nghe thấy thế. À, vẹt nghe thấy thế hả? The parrot heard that. She became more incorrect. I can't do it. Đọc hết trang đấy. Don't be shy. She told herself. Rồi, câu tiếp theo. Cái cả một cái câu là điều đấy khiến bạn Vẹt rất tự hào về bản thân mình. Điều đấy khiến Vẹt rất tự hào về bản thân mình. Đức nhắc ê. Đức nhắc kìa. Tự hào là cái gì nhỉ? Vơ. Hả? Ba từ thôi ấy. Vơ. Rất cái gì brown nhỉ? Nốt còn hai câu còn một câu nữa cô. Cô không nhớ rồi. The parrot. Con phải tìm cái từ khóa nào mà cô có thể nhớ được luôn, bởi vì không là con sẽ bị mất quyền lợi. Con phải nhớ được cái từ nào mà để cho cô nói một từ mà cô nhớ được hết cả câu ấy. The parrot was so brown. Hết rồi cô. Hết rồi à? The parrot was so brown. Đúng không chứ? Đúng chứ, đủ chưa chứ? Thiếu đi. Make her very proud of herself. Đấy, thế là đội Nam vẫn bị thiếu đi à? Đấy, làm sao nhá? Mà chúng ta phải chơi theo kiểu dạng còn phản xạ nữa cơ. Khi mà chúng ta nhớ được mẫu câu rồi đúng không? Đội kia sẽ đếm giây. Ví dụ như là trả lời là 1, 2, 3. Chậm phát 3 giây, fail luôn. Hoặc là bây giờ như này. Chia làm 2 đội. Nhưng mà 2 đội sẽ tranh nhau xem ai đội nào phản xạ nhanh nhất. Ví dụ như là cùng một câu đấy mà sẽ xem là phản xạ nhanh như nào. Ví dụ như là đội kia đố, xong là xem là đến 1, 2, 3. Có bao nhiêu, ví dụ như đội của con là có cô Lan và độ đúng không? Với Đức đúng không? Thì con với cả cô Lan sẽ là một phe và có thể ai trả lời nhanh trước thì cứ người đấy trả lời trước để làm sao mà cái phản xạ nhanh nhất có thể. Đội kia đố phát là phải bật ra được luôn. Cộng 2 điểm mỗi đội này. Chơi phản xạ tăng 2 điểm không? Con. Chơi 2 điểm đi mẹ. Điểm luôn cô. Thế thì bây giờ mình đi chơi một nhịp này trước nhá. Xong là mình sang tuần là mình chơi theo kiểu phản xạ cấp tốc nhá. Vâng. Cái phản xạ bật ra xem là 1, 2, 3 xem đội nào nhanh nhất nhá. Cô nhưng mà chơi theo kiểu là không phải đáo lộn. Đọc theo thế chứ. Còn để mình nghĩ lại câu hỏi.
Để cô xem cô thiết kế xong cô sẽ tìm cái slide chơi game ý. À, em vào cái link quiz xem ai điểm nếu mà tổng kết lại thì sao chứ? Ừ, cũng có thể. Em hỏi cô Linh ý, mẹ hỏi cô Linh về cái link quiz. Ừ. Thì cô sẽ làm thiết kế xem là một cái trò chơi, xong cả lớp mình cùng chơi trong trò chơi đấy. Xem là ai sẽ về đích nhanh nhất. Hoặc là mẹ làm cái PowerPoint cũng được. Mẹ làm mấy cái trò chơi, xong rồi là mẹ làm mấy cái hình nền ý mẹ. Ừ. Rồi, bây giờ mình chơi phản xạ tiếp nhá. Vâng ạ, vâng ạ. Rồi, bây giờ lúc này ai đố tôi nhỉ? Con vừa đố xong, đợi con trai thưa giờ đến. Bây giờ à, đội Nam, à cô Lan, cô Lan đố. Lan đố nha. Đố đội kia. Cô đố Huyền Anh nhá. Vâng ạ. Bẹt nói rằng xin lỗi tôi không thể, tôi luôn luôn cảm thấy xấu hổ khi mọi người nhìn vào tôi. Và câu câu gì nhỉ? Bạn bè cũng cảm thấy bạn bè khen ngợi cô ấy và cảm thấy tự hào và Bẹt cảm thấy tự hào vì chính mình. Mấy mình chơi phản xạ, có chơi phản xạ không à? Hiện tại chưa. Sang tuần chúng ta luyện phản xạ. Đã sẵn sàng xem là đội bắn nhanh nhất. Con đơn giản là sorry, I can't. I am always shy when you look at me. Her friends praise her. This makes her very proud of herself. Đúng rồi. Yes. Okay. Good job. Đấy. Bây giờ là thôi, chúng ta sẽ kết thúc cái việc mà hôm phản xạ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đánh vần nhé. Chim con gái thắng đuông mẹ. Chim con gái thắng đuông ạ. Đúng. Chim con gái thắng. Chút xíu để cô... Cô đang liền anh vào cái cho sticker để vương miệng ấy. Đợi cô chút xíu nhé. Cô đang không hiểu sao nó lại không vào được cái... Bây giờ chúng ta sẽ học cái phần này, chúng ta sẽ tự ôn tiếp nhé. Còn cô sẽ ôn cái phần mới. Bài này mình đánh vần chưa nhỉ? Đức ơi, con có nhớ cái bài hôm trước mình đánh vần bài này chưa? Cô chưa share. À, cô chưa share à? Vâng. Đợi cô chút xíu. Các bạn thấy chỗ này không? Hôm trước mình đọc đến đây chưa con nhỉ? Represent, celebration, regulation. Mẹ mẹ cái này có chơi đội không hả mẹ? Chúng mình chơi đội nhé. Vâng ạ. Chia đội thì chúng mình sẽ... bây giờ sẽ hai đội thì chúng ta sẽ phát hiện xem đội kia chỗ nào chưa tốt để góp ý cho đội bạn được không ạ? Cái này thì con đã học qua rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỗ trợ nhau như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm này, Huyền Anh với cả Trúc này, Đức mấy cả cô Lan này, thì chúng ta sẽ đọc, sau đó là hỗ trợ nhau. Còn bây giờ không tính điểm mà chúng ta sẽ chơi là hỗ trợ xem là đội kia có chỗ nào chưa được chúng ta sẽ góp ý được không ạ, để luyện tai nghe. Ok, bây giờ đội nào đọc trước nào?
Đội Thanh Trúc hả? Ok. Thanh Trúc đọc trước đi. Đọc tên nào ạ? Đọc hết cả trang này. Sau đấy bạn Huyền Anh đọc. Celebration. Để ý nhé, xem bạn là có âm nào mà không tốt nhé. Ví dụ như khẩu hình. Chúng ta hãy nhìn khẩu hình của bạn luôn. Acceptation. Regulation. Deputation. Preparation. Cinderella. Đội bên kia có góp ý gì không ạ? Đội kia có phát hiện ra không? Bạn Trúc có nhiều âm chưa tốt đâu mà cũng đánh nhầm trọng âm. Mọi người có phát hiện ra không? Trúc đọc lại lần nữa nhé. Represent. Celebration. Acceptation. Regulation. Deputation. Preparation. Cinderella. Phát hiện ra không? Cô Lan có phát hiện ra không? Như cái okay. Cái từ represent là chưa dén. Đọc ngang đúng không? Chúc đọc ngang. Chúc đọc lại cái câu đấy. Preparation. Không. Cái từ đầu tiên ấy. Cái từ đầu tiên. Represent. Đây này, cái từ đầu có phát hiện ra đúng cái câu từ câu đầu tiên cũng có vấn đề. Nhưng mà mọi người sẽ phát hiện ra là bạn Trúc đang sai ở đâu. Trúc là chưa đọc đúng cái dấu trọng âm của cái từ đầu tiên đúng không? Represent. 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 Represent hay zen? Represent. 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 Zen. Phải là zen. Đúng rồi, represent. Mấy cả cái chữ pre là phải có âm p và âm r tách nhau ra. Không phải là p đâu nhá, pre re, không phải là re nhá, mà phải là pre. Represent. Represent. Rồi, mọi người còn phát hiện ra chút sai chỗ nào nữa không ạ? Đức, con có phát hiện ra không? Đức mực đêm bơm mực đầy mà không phát hiện. Con có phát hiện ra không? Chúc đọc lại cái câu regulation đây nè. Cái câu đây nè. Câu này nè, với cả câu này. Câu nào ạ? Câu này, với câu này. Resolution. Cinderella. Từ đã con xem từ từ. Cinderella. Đúng không? Chưa. Đúng, chưa đúng, chính xác. Đội góp ý đi con. Đâu có đọc phải phải đánh dấu sắc. Đúng giờ, rồi, Cinderella. Xin đờ đờ sắc đờ. Cinder. Cinder. Ré. Lờ. Ré. Lờ. Cinderella. Cinderella. Đấy, ta nhấn trọng âm sai nhá. Rồi tiếp. Còn cái từ regulation, không phải là regulation đâu nhá. Mà regu g mà đúng con g u
Regulation. Đó. Rồi đến lượt bạn là Huyền Anh nào. Và cô là con đọc represent celebration acceptation regulation deputation preparation Cinderella. Nào, các bạn góp ý xem là bạn đã đọc đúng chưa? Ôi, bạn Đức đọc là hai cái từ ở giữa, thế là cái hai từ ở giữa là cái từ này à? Ok, Việt Anh đọc lại hai từ này nào. Regulation, deputation. Có góp ý gì không? Cô Lan có góp ý gì không? Rồi Đức. Cô và Huyền Anh đọc lại cái từ cuối cùng. Cuối cùng là sao sai chỗ nào? Bạn ấy sai chỗ nào? Cô mày đọc lại đi cô. Huyền Anh đọc lại câu cuối cùng. Cinderella. Bây giờ thì đã đúng rồi đúng không? Trước đấy là sai. Bởi vì trước là con đọc là Cinderella. Còn đây là Cinderella. Đó. Đúng rồi, vậy đọc như thế. Rồi. Mẹ, cái từ mà regulation là cái âm G là mình đọc là G hay mình đọc là G nhỉ mẹ nhỉ? G. Ừ, bởi vì nó là phiên âm là G. Nó không phải là âm D3. Rồi, đến đội Nam nhé. Đức. Các bạn cùng nghe và hỗ trợ cho bạn Nam nhé. Con đọc cái này. Con đọc đi. Con cố gắng đọc. Represent. Celebration. Bạn đang đọc là represent. Có đúng không ạ? Ê, Đức đọc lại được không? Ừ, con đọc lại đi. Resident. Dấu sai đấy. Không nhấn trọng âm mà. Resident. Represent. Represent. À, cái kia là re-pre nhé. Pre, à, nhé. Re này. Present. Present. Bật âm đuôi lên. Represent. Represent. Dent. Đúng rồi, nhớ là gen sắc nén. Represent. Đúng rồi. Represent. Represent. Zen. Represent. Represent. Nào, tiếp nào. Thực ra khi mà cái dấu ấy, dấu hiền hay dấu ngang, ví dụ như là gen sắc dén hay là gen cũng được. Bởi vì nếu như mà trong một cái ngữ điệu hoàn cảnh ấy, người ta cũng có thể là pre vì rẻ gen cũng vẫn được nhé. Bởi vì các bạn hiểu là cái dấu ấy nó sẽ thay đổi theo cái ngữ điệu và cũng như là cái cảm xúc của người nói. Thế nhưng mà bây giờ cô đang luyện là các con cứ đánh trọng âm chúng đúng đã.
tức là theo cái sắc và huyền như thế đã, theo cái quy luật sắc huyền đã, theo một từ đơn đã. Còn nếu mà khi mà vào trong một cái bài ngữ điệu ấy mà người ta đọc là represent cũng vẫn đúng nhé, bởi vì represent thì vẫn là đúng, không sai. Có người sẽ đọc ngang hay có người đọc huyền hay nặng đều được, nhưng mà cái quan trọng nhất là người ta phải ngân nó ra và nhấn mạnh cao lên. Ví dụ như là người ta sẽ đọc là represent thì cái dán đấy là ngân ra và nhấn mạnh lên thì là đúng nhá, thì đấy là nhấn trọng âm đúng. Còn cái dấu ấy, người ta là dán hay là gen hay rèn đều được, bởi vì khi mà vào trong một cái hội thoại và ngữ điệu ấy thì họ sẽ thay đổi cái tông, thì đâm ra là cái tông đấy dấu sắc dấu huyền đều có thể ok hết. Nhưng bây giờ thì nếu như một từ đơn ý, thì cô đang cho con là học cái quy tắc, tức là gì, với một từ đơn thì những cái từ mà nhấn ý, là đánh dấu sắc, còn những cái từ âm không nhấn thì đánh dấu huyền, và âm không nhấn thì là âm bằng. Thì là các bạn tập cái quy luật dấu theo của cô trước đã. Còn nếu như mà khi mà vào ấy, người ta đọc ấy mà dấu mà nó thay đổi thì các con cũng không phải ngạc nhiên, bởi vì thực ra cái dấu đấy nó cũng sẽ thay đổi theo cái cảm xúc của người nói. Thì các bạn hiểu được cái quy luật của nó chưa? Bạn Đức và bạn Huyền Anh hiểu chưa? Cô Lan hiểu chưa? Tức là mình những cái mà ví dụ như người ta đọc là gen hay rén đều được, bởi vì cái dấu huyền dấu sắc đấy nó giống như kiểu cái ngữ điệu ấy, lên lên xuống xuống ấy. Thì cái lên lên xuống xuống đấy là gì? Là nó sẽ tùy theo cái cảm xúc của người nói muốn truyền đạt cái thông tin của cái hội thoại đó. Nhưng mà cái nhấn ở đây là gì? Cái nhấn là mình sẽ khi mà cái nhấn ý của nó là gì, mình luôn luôn phải xác định là gì, cái nhấn ý là phải ngân và đọc mạnh lên đấy, ngân nó ra và mạnh nó lên so với các từ khác thì mới đúng đấy. Thì các bạn nhớ là nhấn trọng âm là nó phải quan trọng nhất là cái độ nhấn nhá và cái độ đọc mạnh lên đấy. Còn đâu là từ đơn, hiện tại thì cô đang dạy cho mọi người đang quy luật là nó gọi là thông thường thì sẽ là với một từ đơn thì sẽ là dấu sắc và trong người nhấn trọng âm, và không nhấn trọng âm thì dấu huyền. Đấy là với một từ đơn thông thường. Nhưng mà nếu các bạn vào trong hội thoại mà thấy nó ngữ điệu lên lên xuống xuống, gen hay rén đều được hết, nhưng mà cái từ nhấn trọng âm thì phải đọc to mạnh ngân ra đấy. Thì bây giờ là các bạn thử đánh vần theo cái quy tắc thông thường trước nhé. Rồi bây giờ bạn Đức đọc đi nào. Sunner, prison, sunner, prison. Rồi, bây giờ con đọc đi. Từ thứ hai nè. Ask. Đây đây, cái từ này. Từ này con này. Send no reason. Nào, chúng ta sẽ xác định cái gì nhỉ? Đây là âm gì con? Send. Đọc là xe hay là xé hay là send? Send. Xe đúng không? Bởi vì nó đọc ngang không dấu. Bởi vì nó là có dấu trọng âm phụ này, con nhìn thấy không? Nó rơi trọng âm phụ này, nó đứng đằng sau cái dấu trọng âm phụ ấy thì nó sẽ đọc ngang và không có dấu là sờ e xe, đúng không ạ? Tiếp theo là con sẽ nhìn thấy nhấn trọng âm này là bra bra sắc gì ạ? Bra, đúng không? Và cái âm, hai cái âm này thì là âm gì? Âm không nhấn thì phải thêm dấu huyền, thế thì nó sẽ là gì? L và sần, đúng không? Ơ nữa ơn sờ sân huyền sần. Còn đây là lơ lơ huyền lơ. Vậy là mình sẽ ghép vào ở đây là gì? Celebration. Celebration. Đúng rồi, celebration. Thì con sẽ nhấn này. Cái L và sơn con đọc nhỏ và yếu thôi này. Còn cái này nhấn một chút xíu này là celebration. 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 Đúng rồi, celebration.
Celebration. Tốt, tiếp theo. Tương tự như vậy nhé. Cái này là âm không nhấn này. Egg. Egg. Nhá, cái âm A bướm đúng không? E bướm đúng không? E. Bè miệng ra và hạ cằm xuống. Egg. Egg. Expectation. Accept. Acceptation. Tation. Tation. Đúng rồi. Acceptation. Acceptation. Đúng rồi. Chu môi lên cho con. Con chu môi lên. Acceptation. Acceptation. Đúng rồi. Tiếp. Cái này là âm ngang này. Regulation. G yêu ghiêu huyền gì nhỉ con nhỉ? Ghiêu. Ghiêu. Vậy thì sẽ là gì con? Regulation. Đúng rồi. Regulation. Cái từ lấy. Phải ngân nó ra. Và mạnh nó lên. Regulation. Đúng rồi. Regulation. Regulation. Đúng rồi, re cũng được nhấn nhưng mà nhấn nó sẽ không được mạnh như cái âm chính nhé. Còn cái gil và sừng con nhọc nhỏ và yếu thôi. Vậy thì nữa ra đọc là gì ạ? Regulation. Regulation. Đúng rồi. Tiếp. Deputation. Đúng rồi. Deputation. Deputation. Nhớ âm thờ nhé. Pew. Pew. Deputation. Deputation. Đúng rồi. Tiếp. Reparation. Đúng rồi. Reparation. Reparation. Đúng rồi. Reparation. Reparation. Tốt. Cinderella. Cinderella. Gì con nhỉ? Cinderella. Đúng rồi. Cinderella. Cinderella. Tốt. Cô Lan à? Dạ, Khánh Ngọc đọc trên bảy. Chị Tâm nha. Ở trên cùng ạ. Represent. Celebration. Ở đây đây trên này. Represent. Represent. Đúng rồi. Celebration. Tốt. Acceptation. Nhớ cái e bướm nhé. À. Hạ cầm ra. À. À. Acceptation. Ngọt acceptation. Acceptation. Shin, chú môi lên để mạnh âm S cho em. Acceptation. Đúng rồi. Acceptation. Đúng rồi. Regulation. 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 Đúng rồi. Regulation. Regulation. Tốt. Deputation. Đúng rồi. Deputation. Nhớ âm thờ bật hơi nhé. Deputation. Tốt. Preparation. 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 Đúng rồi. Preparation. Preparation. Shin. Shin. Đúng rồi. Cinderella. 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 Đúng rồi. Cinderella. Cinderella. Tốt ạ. Chị đọc luôn từ này nhé. Mình đọc được từ này không ạ? Representative. Representative.
Representative. Representative. Representative. Đúng không ạ? Hoặc là có, nếu mà theo anh Mỹ thì là gì ạ? Representative. Representative. The chief. Đúng không ạ? Representative. Rồi ạ. Experimental. Cái này sẽ là gì ạ? Cái này là sẽ là cái dấu hiệu dấu không dấu này, spare này. Cái này là spare. Experimental. Đúng rồi. Experimental. Experimental. Đúng rồi. Information. Rồi, information. Bật âm phở cho em nhé. Information. Đúng rồi, information. Chú môi em kể âm S gì? Information. Đúng rồi. Indication. 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 Sừng chú môi lên cho em. Indication. Đúng rồi. Đẩy mạnh cái mét cho em này. Systematic. Sister. Systematic. Systematic. Mé phải mở to ra. Mé. Đúng rồi. Systematic. 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 Đúng rồi. Refrigeration. Đúng rồi. Definition. Nhớ cái sừng cho em đẩy S gì ta? Sừng. Đúng rồi, sừng. Examination. Exam. Nhớ được cái A bấm Examination. 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 Sừng. Sừng. Đúng rồi. Luyện cho em cái chữ S nhé. Sừng. Đúng rồi. Examination. Tốt. Hesitation. Đúng rồi. Hesitation. Đúng rồi. Consideration. Đúng rồi. Consideration. Cái này là chị sẽ luyện được cái âm sh này. Rất là tốt đúng không? Đấy là cố gắng luyện cái âm sh. Chu môi lên cho em và xịt hơi mạnh ra. Sh. Giống như kiểu mình xiên mé tè ấy. Sh. Đấy. Shun. Shun. Tí nữa em gọi chị nhá. Em đang trên lớp. Ok. Chị Cô Quỳnh. Đến bạn Huyền Anh nhá. Con là cô anh representative. Cái chữ thief, con lại âm vờ ra. Representative. Pre, bật âm pờ ra. Pre. Representative. Representative. No. Experimental. Not. Information. Not inf. Info, but mạnh là con info. Information. Not information.
Indication. Indication. Đó. Systematic. Systematic. Đúng rồi. Systematic. Refrigeration. Cái này sẽ là trọng âm thì nó sẽ là âm đây là âm trọng âm phụ đúng không? Thì con sẽ đọc vang là free đúng không? Thế còn cái này r thì lại ta sẽ thành dấu huyệt đúng không? Là bởi vì nó không nhấn trọng âm lại là r free j ray shun. Vậy là gì? Refrigeration. Refrigeration. Đúng rồi. Definition. Definition. Đó. Is denomination. Tiếp con. Hesitation. Ừ. Consideration. Tiếp đi con. Xong chưa con? Đã xong. Ok. À, đến bạn Đức này. Representative. Đây con này. Con đây là con sẽ là đọc là ngang này. RE. RE. Đúng rồi. Tiếp. Cái này là dấu gì con? RE. RE. Free. 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 Đúng rồi. Refree. Đúng rồi. Then. Tertive. Đúng rồi. Nhớ là cái này nhá, dấu nhẩm cái này là dấu sắc nhá. Cái này là không dấu này. Ba cái này là dấu huyền này. Đấy chưa ạ? Ok. Đức nhớ là luyện cho cô nhiều cái phần đánh vần dấu nhé. Để cho mình có cái phản xạ nhanh trong cái việc đánh dấu nhé. Representative. Representative. Tốt. Cái này là sẽ là dấu huyền này. Experimental. Expare này. Expare. Experimental. Experimental. Đúng rồi, experimental. Experimental. Đúng rồi. Information. Information. Đúng rồi, information. Chu môi lên. Information. Con chu môi shun nó đẩy mạnh ra. Shun. Đúng rồi. Information. Information. Đúng rồi, tiếp. Indication. Indication. Nhớ là âm khờ phải bật hơi nhé. Indication. Indication. Đúng rồi, indication. Indication. Tốt. Sở y này. Sở y thì như con system. May. Stomastic. Systematic. 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 What? Sister. Systematic. Systematic. Tốt, yep. Rơ huyền. Rơ. Rơ. Free. Rơ free. Rơ free. Tìm nhé con nhé. Giờ ơ. Giờ. Huyền. Ơ dô huyền giờ. 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 Đây là sẽ là gì? Rơ phi.
refrigerator. The freezer. Refrigeration. Đúng rồi. Mẹ sẽ làm gì? Refrigeration. Ration. Ration. Đúng rồi. Refrigeration. Tốt. Refrigeration. 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 Đúng rồi. Tiếp con. The air. Definition. Đúng rồi. Definition. Definition. Nếu chưa môi lên cô đẩy em S. Definition. Definition. Đúng rồi. Giỏi. Tiếp nha. Examination. Đúng rồi. Examination. Examination. Đúng rồi. Hesitation. Tation. Tation. Đúng rồi. Hesitation. Hesitation. Tiếp. Consider consideration. Ration. Consideration. Đúng, đúng. Đức sẽ phải luyện dấu nhẩm dấu tập cái bài luyện đánh vần nhiều để cho mình phản xạ dấu của mình nhanh nhé. Vâng. Ừ, ok. Con làm tốt rồi đấy. Cố gắng duy trì và tập thường xuyên, chắc chắn là con sẽ làm tốt hơn nữa. Cô còn mừng Chúc thì sao? Ừ, Chúc. Đến lượt Chúc ấy. Representative. Experimental. Information. Indication. Systematic. À, từ từ con đọc lại từ này nhé mẹ nhé. Systematic. Refrigeration. 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 Đúng rồi. Definition. Cái phí, anh đọc cái phí. Definition. 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 Examination. Cái ngân cái từ nấy lên cho con. Mạnh lên. Examination. 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 No. Hesitation. Hesitation. Well, hesitation. Consideration. Consideration. Okay. Good job. Cả lớp mình hôm nay học đến đây. Bố, chúng mình sẽ chụp ảnh với nhau nhé. Chúng mình thích chia nè. 1, 2, 3. Ok. À cô ơi, chụp lại đi cô, để em lấy sticker ra. Chụp lại hả? Vâng. Để cả nhóm của con cho sticker đã. Ok. Con cho sticker đã nha. Con sẽ chọn cái thích sticker mà con thích nhất. Này không nhỉ? Không. Cái này thì cái này cực kỳ lạc lối. Cái này thôi. À, chúng mình cùng đợi ý, người anh nghe chính như giống tôi. Một người lại trông như ma ấy kìa. Trông như ma ấy. Đức ơi, trông con như con ma ấy. Trông ảo ma quá.
Nào, 1, 2, 3. Em tắt chiều. Ok. Quá là đẹp rồi. Để xem chúng ta xinh lung linh cái nào nhé. Mấy ảnh nhá mình nhá. Mới được một ảnh thôi. Quá đẹp rồi. Anh nhưng mà mỗi bạn hiện anh chưa có chuẩn bị. Lại nhá. Thế thì lại nào. Nào lại lần nữa nào. 1, 2, 3. Xinh lung linh nào. Rồi. Trái tim khổng lồ cho cả đội mình. Đây, trái tim lồng lộn luôn. Ở đâu con không có nhận được? Ở trong nhóm á. À dạ. Chúc cả lớp vui vẻ nha. Trời ơi, trời bảo hiểm nha. Mọi người cố gắng luyện phản xạ nhá. Còn Đức con cố gắng luyện đánh dấu, đánh phần dấu ấy. Để cho nó nhập dấu nhanh nhá. Sau đó thì nộp bài của cô Ân đi nhá. Không là phạt 200k đấy. Con nộp rồi cô ơi, con nộp rồi. Ngữ điệu nộp chưa? Rồi cô. Nhớ nốt vào lịch học của mình nhá. Là cần làm bài tập gì nhớ nộp bài nhá. Chăm chỉ làm bài. Hay chưa? Bye bye. Bye bye. Chào Khánh Ngọc nhá. Khánh Ngọc thỉnh thoảng nộp bài cho cô Thanh nghe nhá. Con vẹt cho cô nghe nhá. Con chỉ thích bài con vẹt thôi. Rất là đọc rất là tuyệt vời. Con vào năng cao lắm ấy. Đọc rất là hay luôn. Mà đọc chuẩn đấy. Dòng cháu con to hơn cả mẹ cháu. Ừ. Siêu nhân đấy. Cô. Dạ.